Cháu Lực xin mến chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Ở trên tay cháu Lực thì đang cầm một số mặt hàng được bà con ở trên vùng cao tự đi khai thác về. Có mật ong hoa bạc hà, có hạt dổi rừng của bác. Đấy, còn cái gói chè này thì là chè san tuyết của thụ Hà Giang, được chính tay mẹ cháu Lực đi trên rừng và khai thác về, xong là tự sao mọi cái đều hoàn toàn làm bằng thủ công cả cô bác. Những cái mặt hàng mà cháu Lực gửi cho cô bác thì đều có logo của tem bản em ở đây cô bác này. Đấy, và đến thứ hai, những cái lít mật mà cháu Lực gửi đi thì cháu Lực sẽ bỏ một lớp ni lông ở trên này và cháu Lực sẽ khò lại để cho nó chắc cái phần nắp nó cô bác ạ. Ở đây thì những cái sản phẩm này thì hoàn toàn được em Quân với em Sử với lại bà con đi trên rừng khai thác về thì cháu Lực thu mua lại và để bán trên kênh. Cháu Lực rất là mong sẽ được quý ông bà, cô chú, anh chị và tất cả khán giả trên kênh bản em sẽ ủng hộ cái gian hàng nho nhỏ của cháu Lực để cho giúp cho anh em có thêm cái phần kinh phí đổ xăng đi lại cô bác ạ. Xin cảm ơn cô bác, anh chị rất là nhiều. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Chào mừng quý ông bà, cô chú, anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh bản em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà, cô chú, anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Hôm nay thì cháu Lực có được chị Trần Đồ Giáng My nói với cháu Lực rằng là đi xuống dưới nhà của ông cụ mà sống một mình, như các bác, ông cụ Dùng ấy, đưa ông trụ, đưa ông cụ là đi xuống chợ để mà sắm một chút đồ đạc về Tết cô bác ạ. Sáng nay thì cháu Lực dậy từ rất là sớm, dậy từ 5 giờ ở nhà rồi. Đánh răng rửa mặt cái xong là đi xuống nhà ông cụ luôn. Và ông cụ thì không có điện thoại cô bác ạ. Thành ra là cháu Lực phải đi xuống cái nhà của ông cụ gọi thì mới để mà đưa ông cụ cùng đi luôn đấy cô bác. Để cho Lực nhìn thấy là ở dưới kia còn có sương mù trông rất là đẹp, như kiểu là một biển mây luôn cô bác. Để mà đi bộ thì ông đi rất là xa cho nên là cháu Lực sẽ đi xuống cái nhà của ông đón luôn cô bác ạ. Đón ông để mà đi chợ luôn. Hôm nay thì cháu Lực rất là vui khi mà được đón ông để đi sắm Tết. Là được chị Trần Đồ Giáng My có nói với cháu Lực rằng là đưa ông để mà đi sắm Tết đấy cô bác. Đấy, trước mặt cô bác là một cái cảnh ngôi nhà mà ông cụ sống neo đơn và một mình. Con thì cũng không có, vợ thì vợ của ông thì hình như là cũng đã bỏ đi rồi cô bác ạ. Bây giờ thì lên nhà bảo ông là mặc áo ấm ấm xong là sẽ cùng cháu Lực để mà đi luôn. Dạ chép tỉnh thế mà gì? À, bố bác là gì ạ? Bố bác à? Dê răng ăn ăn càng bê phải mà, ăn ngang à? Tích công à? Ừ rồi à. Đấy, bây giờ thì cháu Lực sẽ cùng ông di chuyển đi xuống chợ. Đấy, trong cái quãng đường mà đi thì cháu Lực sẽ không có ghi thêm hình đâu các bác ạ. Một mình đi thì cũng hơi khó và không tiện được ghi hình, thì một tí đến chợ cháu Lực sẽ mua hình ghi hình sau các bác nhé. Dê bố xít mà. Đấy, thời tiết thì một tí nó sẽ rất là ấm áp các bác, cho nên là ông bảo là không có mặc áo khoác nữa. Nhưng đôi dép này thì ông nọ là cũng mua cho ông, thì mà ông đi thì rất là chắc chân đôi dép này của bác ạ. Vậy ở dưới kia thì đang có một cái biển mây mà rất là đẹp của bác ạ. Lần này cháu Lực sẽ không có đi chợ phiên Cú nữa, cháu Lực sẽ đi một cái chợ phiên khác là nằm ở trong dưới kia này của bác này. Đấy, còn là bây giờ thì xin mời tất cả các bác cùng theo dõi hết video ạ.
trên nhà xuống được các bác. Bây giờ thì sẽ là đi vào cái chợ phiên, mà cái chợ phiên này thì là tôi chưa vào bao giờ cả các bác ạ. Đi không? Ông thì trước tôi cũng đã đưa ông đi chợ phiên ở trước kia một lần rồi các bác. Đây là bây giờ là chợ phiên lần thứ hai. Chợ này thì có thể nói là cái khu chợ mà mấy năm luôn các bác ạ. Chứ còn là gì? Cái đất này là của ông đúng không ạ? Có vẻ là hôm nay chợ cuối cùng khá là đông với các bạn. Ông thì chắc là mặc áo đen là hợp hơn các bác ạ. Còn quần thì em tìm cái quần được. Nhìn ông ấy từng cỡ ông là mặc size bao nhiêu? Lấy cho yên tâm. Cũng nào dèo? Ủa, tôi không có sao? Không có nữa. Ông mặc như nào? Phải tóc không? Ông mặc, Thảo, phải tóc thì mặc. Ông ấy bảo là áo thì không lấy đâu các bác. Lấy nguyên quần sóc không? Nhưng mà tôi mua cho ông là bộ luôn. Đấy thì khi mà có lực xuống thì chị Giáng My cũng có bảo là mua cho ông là đầy đủ một chút. Như là mua ông cũng chưa có mua bao lâu cả nên là. Sao phải ông? Cái này thì bao tiền? Mất được thế nào không? 60 à? Cái này thì có vẻ như là có long long tơn. Cái này cái quần. Cái này không? Có, lấy cả không? Cái này 170. Cái này 170 á? Cái này mỏng mỏng. 32. 32. 33. Chị cứ lấy quần này cho em. Áo nó mỏng xinh. Đi tí thì lần sau em lại nói em muốn đi mua rất là nhiều. Ô, vui đeo gì hả? Ăn tui chứ mà ông cặp con rồi. Đúng rồi, ông thì cũng vừa mua đâu các bác. Cho nên là không có mua thêm nữa. Của em là bao nhiêu? 30 à? Là bớt rồi đúng không? Nhưng mà 370 nó chỉ là cái quần kia là bớt 10 nghìn. Đúng rồi đấy, như thế nào? Cái tổng tất cả là 370 à? Không, 350, tất cả là 350. Cái chị vừa bảo 370 đấy. Đúng, mất năng. 57 á? Cho ông bảo đi xem một chút quốc đó. Quốc á? Quốc á? Đưa ông đi mua thuốc để mà làm sao mà cho ông làm ruộng làm vườn một chút của các bạn ạ. Trên, cái em một cái ra. Bánh gì em ơi? Đây đi. Em bánh gì anh ạ? Còn đúng không ạ? Nhân viên em, hiện nhân viên em nhé.
Hả? Có mi rồi hả? À, ông thì bảo là chưa ông thì có bác là thịt cua lòng to to một chút. Ô, tìm mấy cháu cũng nhắc đây. Quốc này thì sẽ để ông làm vườn và bây giờ thì cũng chuẩn bị là đến mùa bà con mà làm ruộng rồi. Ông ấy. Ôi đấy, cái này bao tiền cô? Cái này không được cái này. 8 80 à? Cái này có mất được 5.000. Mất được 5.000. Cái này mất được 5.000 sao cái này không mất được 5.000? Mất 1 tí rồi. Đúng không cô? Rồi, cái này là 9.000 đúng không? Thì mà 38.000 cái này là 18.000 đúng không? 36 là 165.000 đúng không? Mà thứ cô phải mất cho một tí chứ, cái này không mất mà cái này cũng mất. Rồi. Tám mươi năm nghìn thôi cô nhá. Đây kia, nhiều đồ cô ba. Nhà thì chăn chiếu màn thì tất cả anh ơi cho ông. Bây giờ phải nỡ mà. Dê ơi, mấy bác thịt phối nó còn không? Hả? Không giả không mày? Rồi sẽ đưa ông đi ăn đó cô bác ạ. Ông thấy thịt đó rồi. Di chuyển đến trên nhà số thì cũng... Ô, đi đâu anh Cao? Anh còn tưởng là người nước ngoài chứ. Anh lấy em rồi, anh thấy em rồi. Anh lấy rồi, anh lấy rồi. Bạn gái mình nhìn trong người nước ngoài. Cái gì vậy? Cái tìm thịt này bán này 8-5 nghìn cân, lấy nhiều cân, cân 10 cân 80 cân đây, bán bán 80 cân, 1 kiếm lấy 800. Ôi, hôm nay đến 1 kiếm lấy tầm 5 cân thôi. Cái này cho bao nhiêu cân nhá? 5 cân 7 cân 7-5-6 lấy cho 5 cân thôi. Ông có một mình nhưng mà không ăn được rồi đến đến nếu mà có với lại nhà hôi tủ lạnh nữa mang về là treo lên có hai cân nữa 400 thôi, 5 cân 400 dê vẫn dòng sầu tương lẻ chín ăn anh cắt cho em thành thứ thứ đúng tôi về nhà nó làm à, anh cắt cho em bánh nào cắt thành từng miếng xuống này đây để đóng gói à cắt này luôn để ông về nhà chỉ cần sửa lại sắt muối qua là có thể là treo được luôn rồi trên nhà ông thì nhà ông thì không có tủ lạnh nữa là nhiều không cắt bằng này nhá vâng cắt đưa nhỏ đấy đây chia tầm 1 đấy. Để này về nhà cắt nhá. Để như này nhá. Vâng anh. Không mà về đến nhà bảo ông là từ sắt muối vào đây treo là đây này. Cháu là bao nhiêu nhỉ? 85 à? Bắt đầu cháu mấy nghìn đi. Mới mấy nhân lên chào. Nhân lên nào. 85 nhân cân 5 bằng 425. 120. 120 à? Sáng
Đấy ông ơi. Đấy, mua cho ông đấy. Đây nhá, bán thuốc đấy bà con. Mua cái này nó. Anh bán cái này cho anh. 425 thì bớt được. Bớt 5 nghìn, bớt 5 nghìn. Ở đâu? Chú vừa bảo bớt cho 25 nghìn mà. Bớt 5 nghìn. Cháu bớt 25 nghìn được chứ. Chỉ bớt được 5 nghìn thôi. Có vẻ như là cái chợ này cái này là cân một con 5 cân là mỗi cân là 13 cân nhá. Có vẻ như là cái phiên chợ này nó được chưa có vào nên là các bác là cũng không phải bất đồng nhiều. Hả? 13 cân bây giờ thì đưa ông đi ăn nó phải không? Giá bao nhiêu được cũng ai đó rồi. Cái gì phơi đây? Mới thôi. Ơi là con gì đấy? 55. Nhiều như là mọi cái những cái đồ đạc nồi niêu xoong chảo đấy thì mua là khá nhiều rồi. Có mưa thì có cả ấy rồi. Lên một tạ 7 triệu mà cái chặt chặt rút nó bán là hố cũng chết rồi. Đây ông ba. Mình nhàn được ơi. Em ăn cơm cho cha tôi nha ba, nhàn ba hết. Ăn xong ba ông ba, nó thẳng má. Củ này là cái củ mà để nhuộm vải các bác ạ, nhuộm vải. Cố người đây cờ các bác. Thì uống như này thì gồm có 1, 2, 3, 4, tầm độ 20 củ của bác ạ, là 20 nghìn tương đương là mỗi củ là mỗi củ. Phở của bà ơi. Nướng phở nó. Có quy phở. Mùi chứ. Quy phở xe bà là. Thôi là nó. Tạm tầm bút đi. Mùi chứ này thôi. Vẫn tôi bán thế à. Đem nắp cầu đi, đem nắp cầu đi. Dê, khai mất bây giờ, sâu dưới dê. Nắp này dê. Dê, nắp kia mua sâu dê. Ngủ luôn á. Chỉ có bún rồi các bác, không có phở. Phở thì hình như là chợ này như là ngoài bán được sao. Bây giờ thì nếu cháu sẽ đi vào ăn đó, hình như là lắng dê thủ có pháo rồi thủ à. Hả? Cái thủ như ra. Thì ông thì cũng gói bánh trưng của bác ạ, cho nên là tôi sẽ không có mua bánh trưng nữa. Ông thì chắc cũng chỉ mua mà bánh trưng xong là được chỉ được cho kem về luôn. Đây thì còn đựng lại cái bát nhựa đâu có ạ. Đây là uống chút muối. Đây thì bà con cái này thì chơi muối là chơi bằng muối trắng thôi nhá, muối một cơ. Lâu rồi nhỉ? Lâu được phải không? Ăn thì ông xem là ông cầm đặt thì không thì sẽ để mà mua cho ông luôn. Nhưng mà cứ làm thế này.
Ủa dù mình chỉ nhìn như nào nữa. Ủa bố này làm cơ đúng không? Dạ, cứ đi làm. Cái áp cao là trong nó gồm là tôi nhìn thấy nó có giá có lá sẩu lam này. Cô lấy cháu cái này một tí đi. Lấy cái này cho ông cụ trong cụ của bà. Lấy cho lọ đâu? Bao tiền cô? 30.000. 30.000 à? Cái này là dây gì đấy cô? Thấp máu và người yếu sinh lý thì mình ăn thôi. Đấy, cái thuốc này là thuốc mà gọi là yếu sinh lý này của bác này. Cái này đun nước để uống à? Nấu thịt thôi. Nấu thịt đã. Nhưng mà để nấu cái thịt là có phải ăn cả cái này không? Ăn cả cái sợi dây ấy. Hạt này là hạt gì đúng không? Cái này là hạt nuôi bị sốt. Và trẻ con bị sốt và cho con lợn và con chó không ăn cho nó ăn. Lợn gà chó không ăn nào. Đó là bao tiền đấy nhỉ?
30.000 Cái này là thiếu máu thì mình đau đầu. Chị nhá. Đây nó ở đây rồi. Chú ba thấu à? Chú ba thấy đứng thẳng đi. Ăn thì cứ đi ra. Tất cả nhà còn những cô bác tôi nhờ tôi sẽ không có mua nữa. Cái này là một chỗ để cho ông thay giá các bạn khác. Cháu bao tiền đấy nhỉ? Cái bạn chẳng đi ra đây. Đèn pin một cái thì ở nhà thì ông không có rồi các bác ạ, cho nên là không có phải mua nữa. Đèn như là đèn đỏ. Điện ở nhà thì trước có được tiền đá mua cho ông, không có mua nữa. Mai đây, bắt đầu đi. Cái dầu gội xà phòng thì mọi cái thì ở nhà vẫn còn đấy bác nhá. Rồi gần đến Tết rồi thì cháu được nhìn thấy là hàng khô có rất là nhiều ra này. Đi thề một cái nữa. Bao giờ em mới tiêm phục không? Tiêm phục rồi. Chiếu thì sẽ mua ra để ông tải em không các bác ạ. Cái chiếu mét 6 đi, cho như 2 mét nhá. Nệm thì ở nhà thì ông cũng có rồi cho nên là không có mua nữa các bác ạ. Đi cũng rất là xa và đi cũng khó khăn đấy. Còn cái tập phim này thì xin hẹn gặp lại với em bà của chú chị tiếp theo trên kênh bạn em. Xin chào các bác.